Thế để ươm hạt bao gồm là 45% là tro trấu. Tro trấu này thì có thể thay thế bằng sơ dừa đã xử lý. Thì quy trình xử lý tro trấu hay là sơ dừa thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả. Tiếp theo là 45% còn là đất sạch. Đất sạch có nghĩa là đất trong vòng tối thiểu 1 năm là chưa trồng, không trồng cây họ bầu bí. Và 10% là hữu cơ vi sinh. Thì để ươm cây thì chúng ta cần trộn đều giá thể này. Như vậy là mình đã hoàn thiện quá trình trộn giả thể để trồng cây. Tiếp theo là công đoạn cho giả thể và bầu. Bầu các bạn có thể sử dụng là bầu ni lông 10x14 hoặc là cái cọc nhựa họ người ta hay để bán cà phê đều được. Nghĩa là cốc nhựa thì cần phải đúc lỗ ở đáy cốc. Sau khi đóng giả thể vào bầu xong thì chúng ta sẽ tiến hành xếp bầu vào chỗ ướm. Đây mình đã xếp bầu vào. Và bây giờ mình sẽ tiến hành gieo hạt. Đây là hạt giống dưa lưỡi. Thông thường thì sẽ quy trình sẽ là ngâm hạt, ủ hạt, nứt nhánh và gieo. Còn mình thì gieo luôn hạt khô, vừa nhánh mà nó tiền mà tỷ lệ nảy mầm thì nó cũng không thua so với phương pháp kia là mấy. Thì sau khi đã xếp giả thể, sau khi đã cho giả thể vào bầu ướm và xếp vào vị trí ướm thì mình sẽ tiến hành gieo hạt. Mỗi tuổi thì mình sẽ gieo một hạt. Như vậy là mình đã gieo xong hạt và bây giờ sẽ tiến hành là lấp hạt. Khi lấp đất thì chúng ta chỉ nên lấp khoảng 1 cm. Lấp sâu quá thì cây nó sẽ khó mọc.
Sau khi lập xong đợt thì mình sẽ tiến hành tưới nước. Các bạn lưu ý là chỉ nên tưới bằng bình tưới mini chứ không nên tưới trực tiếp vì nó sẽ gây nén đất làm cỏ mọc. Đây, tưới cái bình này, bình phong lá này. Sau khi tưới nước xong thì mình sẽ dùng cái tấm xốp này để che nó lại để tránh ánh nắng chiếu vào trực tiếp để cho tăng tỷ lệ nảy mầm. Sau 2 ngày thì hạt đã bắt đầu nảy mầm rất là nhiều. Các bạn nhớ là thường xuyên tưới nước giữ ẩm và ngày nào cũng tưới. Chỉ tưới một lượng nước giữ ẩm vừa phải, không tưới quá đậm làm thổi cấy. Đây là những cái dưa lưỡi đầu tiên đã lên. Đây là dưa lưỡi của mình ươm đã được khoảng 10 ngày, mình cũng không nhớ rõ. Tuy giá bằng hạt khô như vậy nó mọc không được đều cho lắm nhưng mà cây nó rất là khỏe. Mình hoàn toàn là không che nắng, chỉ xếp vào đấy và tưới nước. Thì như các bạn thấy là cây rất là mập mạp và cây nó rất là lùn, rất là đẹp. Nếu các bạn ươm trong nhà có mái che hoặc là nhà có lưới chống nắng thì cây nó sẽ bị cáo và yếu. Còn như mình là mình ươm giữa trời và mấy hôm nay thì thời tiết ở Hà Tĩnh là nặng 39-40 độ và ở giữa sân bê tông này thì nó phải rơi vào khoảng 45 độ. Các bạn có thể thấy là cây cực kỳ đẹp. Thì sau cái video này thì mình sẽ làm một cái video là trồng cái dưa lưỡi này ra ngoài ngoài đồng. Thì các bạn nhớ theo dõi video lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn xem video là vui vẻ.